Hồ Ngọc Hà được gọi với danh xưng nữ hoàng giải trí của Vbiz, chuyện tình cảm của cô luôn tốn nhiều giấy mực của báo chí. Ít ai biết rằng trước khi đến với Cường Đô La và Kim Lý, nữ ca sĩ cũng gây xôn xao từng kết hôn trước đó. Hồ Ngọc Hà bây giờ đã là nữ hoàng giải trí, có cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã Kim Lý cùng ba nhóc tỷ đáng yêu Subel, Lisa, Leon. Nữ ca sĩ mang thai đôi Lisa và Leon sau thời gian gắn bó với Kim Lý. Trước khi có được cái kết viên mãn như hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã trải qua một chặng đường tình duyên không mấy êm đềm. Từng có quãng thời gian, mạng xã hội bất ngờ lan truyền nhiều thông tin về đám cưới của Hồ Ngọc Hà với đại gia phố cổ Hà Nội. Theo đó, người chồng này của cô là đại gia Phạm Quang Hát, thường được gọi là Hát Quất, con trai thứ của một đại gia nhà đất làm ăn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh không ai không kính nể. Dù vậy, cuộc hôn nhân đã nhanh chóng tan vỡ và bản thân nữ ca sĩ không hề thoải mái khi nhắc lại chuyện tình này. Ban đầu, Hồ Ngọc Hà một mực phủ nhận nhưng cuối cùng cô cũng phải thừa nhận với báo chí nhưng đính chính, năm đó cô đã bước sang tuổi 17. Nữ hoàng giải trí không bao giờ muốn nhắc tới người đàn ông này chỉ sau khi bài báo sự thật về đám cưới Hồ Ngọc Hà năm 16 tuổi, bài viết của Thượng tá Công an Gia Bảo, báo Công an Nhân dân. Hồ Ngọc Hà khi đó được biết tới vai diễn trong bộ phim Hoa Cỏ May. Mặc dù có khả năng diễn xuất và có thành tích trong làng mẫu nhưng cô lại chuyển sang ca hát. Thời điểm những năm 2010, ca sĩ gặt hái những thành tựu trong con đường ca hát và đó cũng là giai đoạn mối tình của cô và Cường Đô La bắt đầu. Mặc dù dư luận xôn xao rất nhiều về mối quan hệ của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La nhưng họ đã đến với nhau nên duyên vợ chồng. Cặp đôi có một cậu con trai chung, Hồ Ngọc Hà trải qua nhiều nỗ lực cố gắng cô đã gặt hái nhiều thành công trên con đường ca hát. Bên cạnh sự thành công trong ca hát, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La dù không làm đám cưới nhưng đã có một gia đình vui vẻ bên nhau nhiều năm. Hồ Ngọc Hà còn nhiều lần vướng những tin đồn tình ái khác nhưng cô cũng dần bơ mặc kệ lời đàm tiếu. Hồ Ngọc Hà từng nói về mối quan hệ của mình với Cường Đô La rằng: "Xin được nói thật là chúng tôi đã đăng ký kết hôn từ khi bé Subel chào đời. Một tờ giấy mỏng thôi đã khẳng định bên này là vợ, bên kia là chồng nhưng trước mặt mọi người, tôi thường chỉ dùng từ bạn đời để gọi Cường." Trải qua nhiều sóng gió, thị phi, sau 8 năm bên nhau, Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đã tuyên bố ly hôn trong sự ngỡ ngàng cả nuối tiếc của người hâm mộ. Nhưng cả hai sau đó vẫn giữ mối quan hệ văn minh với nhau. Cường Đô La từng xuất hiện chúc mừng vợ cũ trong chương trình của cô, khi biết cô mang thai với Kim Lý anh cũng chúc mừng. Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà cũng giữ mối quan hệ văn minh và cùng chăm sóc con trai chung. Năm 2019, Cường Đô La đã kết hôn với Đàm Thu Trang, một cô gái từng hoạt động showbiz và cũng đã rời showbiz trước khi kết hôn để tập trung kinh doanh. Vợ chồng Cường Đô La, Đàm Thu Trang đã có thêm một trai một gái. Hồ Ngọc Hà trải qua nhiều thị phi, giờ cô hạnh phúc bên Kim Lý và các con. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã có một cặp song sinh năm 2020. Hiện tại, nhiều người hâm mộ chờ đợi đám cưới ngôn tình của cặp đôi trai tài gái sắc này. Điều đặc biệt là cả vợ mới của Cường Đô La và chồng mới của Hồ Ngọc Hà đều thân thiết với con riêng của họ, tạo nên hai gia đình hạnh phúc.